Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục quay khu vườn trên sân thượng để cho các bạn tham quan. Vụ trước thì mình trồng dưa, bở sáp, dưa hấu, dưa lưới. Thì vụ này mình sẽ tiếp tục trồng dưa kết hợp với lại trồng một số loại dây leo khác như là bầu, bí và các loại dưa. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh đang là vào mùa nắng nóng cho nên là các cái loại dây leo này rất là phù hợp để mà mình trồng trên sân thượng, vừa giúp cho cái sân thượng của nhà mình nó mát mẻ hơn, đỡ nắng và vừa giúp cho chúng ta có thêm rau quả sạch để thu hoạch. Đây là dàn bầu đang ra trái và mình chuẩn bị thu hoạch cái dàn bầu này. Các bạn thấy bầu ra trái rất là đẹp ha. Đây là giống bầu bầu gì ta? Mình trồng hai giống, một loại là bầu sao và một loại là bầu bầu gì ve? Màu trơn. Bầu trơn nha các bạn. Tại gọi cái tên nó như vậy đi cho dễ nghe dễ nhớ ha. Thì trái bầu này nó không to ha các bạn. Nó trái nó vừa thôi, nó khoảng 1 kg luôn trái. Nhìn trái thấy ham không các bạn? Trái rất là nhiều ha. Đó. Thì cái đợt này mình thụ phấn là cái bầu trơn á, thì nó đậu được đâu 7 8 trái gì đó. Còn bầu sao là đang nuôi một trái. Và hiện tại thì bây giờ là mình đang thụ phấn tiếp Ngồi ở trên nặng. này. Các bạn thấy là ở trong mấy cái bao đó là trái mình vừa mới thụ phấn. Mình trồng ở trên sân thượng với lại mình trồng ít á thì mình cần phải thụ phấn nó mới đậu trái nha các bạn. Còn nếu mình không thụ là chắc chắn luôn nó không đậu. Đây là cái thùng xốp mình trồng hai cái bầu này các bạn. Mình ghép Đó. ba cái thùng xốp nhỏ lại. Đó, tạo thành một cái thùng cũng to to, ốp sát vô cái góc tường. Thì như vậy mình sẽ tăng được cái thể tích đất cho cây. Trồng bầu thì phải nhiều đất nha các bạn. Trồng bầu thì không trồng chậu nhỏ được. Trồng chậu nhỏ là sẽ không ra trái. Tại vì nó đòi hỏi dinh dưỡng rất là cao, rất là nhiều và rất là nhiều nước. Một ngày nắng này mình phải tưới cho nó là ít nhất là khoảng trên chục lít nước cho cái thùng đó. Rồi, ở đây là mình đang có một cái dàn bí. Bí này là một giống bí mới, cũng hạt giống nhập khẩu nha các bạn. Tên của nó, tên của nhà cung cấp người ta đặt, nhà sản xuất người ta đặt là Smarty. Còn cái quả này thì nó cũng là một dạng bí lai tạo. Nó nhìn nó lúc mà nó ra trái á, thì nó rất là giống với bí bơ mình đã trồng trước đây. Nhưng mà bí bơ trái dài, còn nó là trái tròn. À, trái rất là đẹp luôn. Thì trọng lượng của trái này á, hiện tại bây giờ là khoảng 1,5 kg đến 2 kg. Đó là cái tiêu chuẩn của trái ha. Nếu các bạn trồng mà đạt được chuẩn thì nó có thể lên tới 3 kg luôn. Thì nó đang quá trình nó đang chuyển sang giai đoạn là nó chín nó già thì nó sẽ màu nó sẽ sẫm hơn, còn lúc mà nó trái nó non á, thì màu nó tươi nó nhạt đó. Biết không? Rồi bên đây thì mình có trồng thêm vài cây bí bơ này các bạn. Bí bơ này thì cái giống bí hạt giống này là của Mỹ cho nên là cây nó thân nó lùn hơn so với cái giống bí bơ trước mình trồng. Cây nó hơn 1 mét thôi mà nó đã ra trái hết rồi, đang bao trái lại. Để mình ra đây mình quay thêm cho các bạn coi là khổ qua. Thì lát nữa mình cũng sẽ đi thu hoạch mấy cây trái khổ qua này. Khổ qua này mình trồng ở trên ban công và mình cho nó bò lên trên này luôn. Cái trên này là sân thượng ha. Đang trái rất là nhiều nè các bạn, nhìn trái nè. Thấy mê không? Đó. Đây là khổ qua trái tim xanh này các bạn. Cái giống này thì mình đánh giá là nó là sai trái và nó nhanh ra trái nhất so với các cái giống mà của Hoa Lai tạo F1. Trái tim xanh này thì nó cho trái là chỉ sau khi các bạn trồng là khoảng hơn 1 tháng là bắt đầu nó cho trái và cho trái liên tục luôn. Còn hai giống khổ qua trắng, trái tim trắng và khổ qua trắng trái dài á thì nó lâu cho trái hơn và năng suất trái thì nó không bằng cái khổ qua xanh này. Đó, đáng nữa mình sẽ đi thu hoạch luôn nha. Rồi.
cũng lâu rồi mình không có quay video, quên quay đi giáo để mà đăng lên YouTube. Thì hôm nay cũng ngứa nghề cho nên là quay để đăng cho các bạn xem. Đó, bí, quá trời bí. Ở dưới này thì mình đang có trồng thêm là dưa lê nè các bạn. Đó. Có mấy chục mét vuông mà trồng quá trời quá đất. Còn bên đây cũng là bí tiếp. Cái giống bí này là bí kiểu giống như là bí mini, bí mặt trời gì đó, không nhớ cái tên nữa. Hạt giống nhiều quá rồi, bây giờ trồng riết thì cũng loạn luôn rồi. Còn đây là mình đang ươm cải thìa nha các bạn. Cây đang phát triển rất là đẹp. Mà bây giờ là những cái cây này là cần phải sang chậu cho nó nè. Đó. Quá trời luôn, mấy chục cây, 40-50 cây nè, quá trời không. Đó, cái thì à. Rồi bên đây lại tiếp tục trồng dưa bở sáp tiếp. Dưa bở sáp thì trồng cứ trồng gối đầu gối đầu, trái tròn trái dài gì cũng có hết. Rồi bên đây thùng xốp nha các bạn, mỗi cây là một cái thùng xốp. Thùng này là cỡ trung bình, cỡ nhỏ thôi, nó có thể tích nó khoảng hơn 20 lít thôi chứ không to lắm. Đó. Thùng này thì mình có mổ lỗ bên hông nhưng mà mình giấu lỗ vô trong cho nó sạch sẽ hơn nha các bạn. Ở mặt tiền thì mình không có môi lỗ, nó nước nó rỉ ra thì nó xấu. Đó. Cho các bạn xem này. Đó, cải đã chưa? Rồi ở đây là tiếp tục một dàn bí nè. Chỗ này thì mình lúc trước, hôm trước là mình trồng dưa bở sáp trong mấy cái thùng xốp này, thì hôm nay là mình đổi ha, mình không trồng dưa vô cái thùng này nữa, chuyển sang mình trồng bí. Bí này cũng là một giống bí nhập khẩu, tên của nó là bí chuông. Đó, nhà cung cấp đặt là bell chuông, tại vì hình thù nó giống như một quả chuông rồi đó. Trọng lượng của trái thì các anh chị mà đã trồng review rồi á, thì trái nó khoảng 1,5 kg đến 2 kg, mà cái độ ngon, độ dẻo nó thì nó vượt trội hơn so với các cái giống bí truyền thống của mình nha các bạn. Nói chung là mấy cái giống bí này trồng thì giống mà lai tạo thì nó chất lượng hơn, nó ngon hơn, nó đẹp về hình thù bên ngoài, hình dáng bên ngoài. Còn bên trong thì chất lượng của nó cũng được cải thiện hơn so với những cái giống bí mà truyền thống của chúng ta. Đó. Quá trời bầu. À, mình chia sẻ một xíu kinh nghiệm về trồng bầu luôn này các bạn. Thì cây bầu mà khi mà mình trồng đó ở dưới thùng xốp nè, thì khi cây nó cao lên được khoảng 2 mét, nó lên vàng rồi, thì lúc đó mình sẽ bấm ngọn nha. Mình bấm ngọn xong rồi là bắt đầu nó sẽ ra nhánh thứ cấp, gọi là nhánh cấp 1 đi. Cái nhánh cấp 1 đó sau khi nó ra được khoảng 1 mét á, thì mình lại tiếp tục mình bấm ngọn tiếp. Thì mình bấm ngọn tiếp thì nó ra sẽ ra nhánh thứ cấp lần thứ hai. Thì cái nhánh thứ cấp thứ hai đó là bắt đầu nó sẽ ra nụ hoa cái nha các bạn. Thì sau khi mà mình thụ phấn cho nó đậu trái rồi á, là mình bấm ngọn luôn của cái nhánh thứ hai đó, nhánh thứ cấp thứ hai đó. Sau đó là nó nuôi trái xong rồi là bắt đầu là nó lại ra nhánh tiếp, là giống như là một cái nhánh như này nè các bạn. Đó, nhánh này là nhánh thứ ba rồi nè. Thì mình cứ bấm ngọn ha các bạn, càng bấm ngọn thì nó càng tăng cấp độ, tăng theo số nhân lên, nó rất là nhiều nhánh con, và mỗi một cái nhánh con như vậy là nó bắt đầu nó ra trái. Thì do mình trồng ở trong giới hạn là trong thùng xốp cho nên là trái nó chỉ ở một cái giới hạn nhất định thôi, chứ nó không có siêu trái. Nếu mà các bạn cái giống bầu này mà các bạn trồng ở dưới đất, mình dám đảm bảo luôn là trái là sập vàng luôn, rất là sai trái. Tại vì mình thấy là nụ nó ra rất là nhiều, và mình thụ phấn thì nó chỉ đậu được đâu đó khoảng 50-60% thôi. Tại vì dinh dưỡng nó tập trung, nó nuôi những cái trái này rồi là nó rất khó để nó đậu trái mới. Còn khi các bạn trồng ở dưới đất thì cái bộ rễ của nó sẽ ăn sâu vào trong đất, ăn lan rộng ra, thì như vậy là khả năng mà nó đậu trái là rất là cao, đậu hết. Còn mình thì trồng trong thùng xốp chỉ giới hạn dinh dưỡng nè, đất nước nó chỉ giới hạn ở cái tầm mức đó thôi, thì không thể nào mà bắt cây nó nuôi được tất cả các trái được. Thì bây giờ cái bầu này lát nữa mình sẽ thu hoạch
thu hoạch xong rồi là những cái trái kia chắc chắn là nó sẽ dồn dinh dưỡng thì nó sẽ lớn. Đó. Các bạn lưu ý là trồng bầu thì mình sẽ thụ phấn một buổi tối nha. Trồng lên sân thượng thì các bạn chịu khó buổi tối leo lên bật đèn lên để mà thụ phấn. Tại vì nếu không thụ phấn thì khả năng đậu trái sẽ rất là thấp. Còn mình trồng ở tự nhiên ở dưới quê trồng, ở trồng vàng, trồng dưới đất này kia nọ thì ong bướm hay là gió này kia nọ thì nó tự nó thụ hơi, nó bay phấn qua trái này qua trái kia thì nó đậu được. Còn mình chắc chắn luôn, tại vì trồng bầu lần này là lần thứ 3 rồi. Và mình chắc chắn luôn nếu các bạn là không thụ phấn thì nó sẽ không đậu trái. Cho nên nếu mà trồng trong thùng xốp, trong chậu mà trồng trên sân thượng, hoa được và hai cái nó sẽ nở vào buổi tối thì khoảng sau 6 giờ 6-7 giờ là các bạn có thể thụ phấn được rồi. Tuy nhiên thì cũng có một số cái giống bầu là nó nở trễ hơn, có khi khoảng 7-8 giờ nó mới nở cái hoa ra, thì các bạn chịu khó thụ phấn vào ban đêm ha. Rồi hôm nay mình chỉ quay video để cho các bạn tham quan khu vườn nhà mình đó, hiện tại mùa này mình trồng gì. Rồi các bạn có muốn trồng thì có thể liên hệ với mình, tại vì mình có hiện tại thì có cung cấp các loại hạt giống nhập khẩu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.